Cường con. Cường. Lên rượu vậy con thấy sao con? Hả? Hả con? Đây. Tủ rượu của con làm nè. Xong rồi nè. Đúng không? Con còn mấy hàng chữ cho đi, còn mãi của chú con làm xong chưa? Tối nay chưa lên rượu tại vì chưa có kiến. Đợi kiến về xong xuôi hết. Đây, cái này là một góc nhỏ cho mấy bạn trẻ vô đây check in, chụp hình tự sướng. À đúng rồi. Đó. Đây là quán cà phê, là quán cơm 5K. À, tủ này của anh Cường anh làm cho mình nha, dưới bên kia nha. Rất ok. Đây. Rồi các bạn. À. Đây là gương mặt của mình. Đang trong tiến trình làm. Để co. Xong hết trơn rồi, chỉ đợi chọn ngày à. À quỷ, lấy kia ra con. Đó. Đây là quầy cà phê nha các bạn. Còn bạn nào muốn cà phê đi lên lầu nha. Đó, giờ ra cho các bạn coi thử cái tủ đồng hương làm cho mình. Đồng hương Bến Tre nha các bạn. Đây. Cùng quê lên làm. Dân Bến Tre làm cho dân Bến Tre không? Thấy không? Dân Bến Tre làm cho dân, cùng cho dân Bến Tre. Rồi. Đó mày không làm được cái gì á, phá không? Tay con nhỏ không? Vậy thôi đừng làm, xung không phá, phá đồ. Làm thì đã bị làm như tao không biết. Tại vì có con thì thương hơn. Có hai như con đâu, đặc trường hợp đặc biệt. Nay là hai con. Cái đồ nó sống chật tích quá. Đúng không? À, chán. À, đúng thì tức á. Nó vừa vừa đủ với mặn nó sẵn ra để vừa. Mai gắn thì nó đầu bắt dây, dành chưa thời gian bắt dây. Mình khác không? Con chạy đi trước này trước mấy cái TV remote xin đi xuống đây. Để đi mai con dây. Hello. Chỗ này để dành cho các bạn check in nha các bạn. Ví dụ như các bạn vô uống cà phê thì các bạn check in. Còn những người mà khó khăn người ta vô 5.000 cũng được ăn cái cơm rất là ngon và rất được phục vụ tận tình. Nhưng phải phân biệt nha, ở đây không phân biệt. Nhưng chỉ có quán này là nó giàu với nghèo là bước vô đây là bằng với nhau hết. Đúng không? Không ai cao đây hết. Tại mình đã theo cái bảng là 5.000. Có 5.000 vô ăn, còn không có tiền cái vô ăn. Đợt sau vô ăn trả bù là 10.000. Đúng không? Chứ không phải là không có tiền là sợ. Có nhiều anh hỏi tôi là nếu mà mở ra như vậy á, cái sợ người ta vô ăn chật này hay là mấy người làm biến hoạt động vô ăn người này nọ, đúng không? Hiểu không? Nhưng mà thôi đừng quan tâm điều đó, mình đã phát tâm rồi. Mình đã phát tâm rồi thì mình đừng có suy nghĩ nhiều. Giúp được ai cái gì giúp. Bye-bye.